Quý cô bác tuổi giáp thìn kính mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hôn hóa cát, làm sao để nắm được thời cơ, làm sao để đổi đời hưng vượng, chuyện mình giàu có, công việc thông thuận, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Hôm nay, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục tử vi 12 con giáp kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Giáp Thìn chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi giáp thìn hiểu duyên xem được video này nên biết nắm bắt thời cơ để chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi giáp thìn cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Những người Giáp Thìn, sinh năm 1964, tính tình nóng nảy, cuồng nhiệt. Họ luôn chất chứa khát vọng cao xa, có số quan to, thích làm việc lớn, quan trọng, nếu sinh được giờ tốt. Người tuổi Giáp Thìn luôn coi mình là trung tâm và yêu cầu cao. Tuy là người võ đoán, nhưng vẫn được mọi người tôn trọng. Người này có số gặp thủy nạn, hạn xấu năm 49 tuổi, vì đúng can giáp, nên tuổi này nếu ra khỏi quê quán sinh sống sẽ hiển vinh, giàu có tuổi này có nhà cửa khang trang, ruộng đất nhiều, trường hợp ít gặp may mắn, cũng được hưởng của thừa kế từ ông cha để lại, giúp làm nên cơ nghiệp. Tuổi giáp thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cát đại lợi. Những người này được hưởng số vinh hoa, phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Trong cuộc đời, họ gặp được nhiều may mắn và tự tạo được cho mình nhiều cơ hội để phát triển công danh sự nghiệp, về cuối đời được hưởng hạnh phúc và an nhàn. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 có bổn mạng rất tốt, làm ăn gặp nhiều may mắn và thuận lợi, trong công việc, giao dịch thường nắm chắc phần thắng lợi, sinh ra đã có số phú quý, chính vì thế cuộc sống sẽ được an nhàn và hưởng phúc về sau. Người này có số tuổi thọ trung bình từ 65 đến 70 tuổi, nên làm nhiều việc thiện, tích đức để gia tăng thêm tuổi thọ. Ngược lại tuổi thọ sẽ bị giảm kỳ. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, dưới ảnh hưởng của cục diện ngủ hành, thìn thìn tự hình, điều này làm cho người tuổi giáp thìn, sinh năm 1964 sẽ gặp phải nhiều, khó khăn, vướng mắc trong công việc. Vào tháng này, những trở ngại mà người tuổi giáp thìn gặp phải, nguyên nhân chủ yếu là do sự cứng đầu, cố chấp của bạn bản mệnh thường thích tự làm mọi việc theo ý của mình không biết lắng nghe ý kiến của người khác thậm chí khi được người giàu kinh nghiệm khuyên nhủ bạn cũng thường bỏ ngoài tai chính vì thái độ kiêu ngạo tự cho mình là nhất ấy của mình mà nhiều khi bạn tự đẩy bản thân mình vào sự giả dối khi công việc xảy ra sự cố hay gặp vấn đề nào đó ngoài ý muốn bạn cần học cách bình tĩnh quan sát và đánh giá những việc mình làm trước đó đồng thời thay đổi góc độ quan sát vấn đề đừng giữ mãi quan điểm về một việc theo lối mòn cũ việc thay đổi góc nhìn sẽ giúp bạn nhận ra những khía cạnh mới từ đó có những cách giải quyết linh hoạt hơn trong tháng cũng có nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh thiên nguyệt xuất hiện điều này đem tới cho bạn nhiều rắc rối bản mệnh tuổi giáp thìn thường xuyên cảm thấy lo lắng bất an thậm chí đánh mất định hướng của mình nhiều rắc rối xuất hiện dồn dập khiến bạn dần trở nên đánh mất tự tin và trở thành người yếu đuối những lúc như thế này, người tuổi Giáp Thìn cần tìm người đáng tin tưởng để chia sẻ tâm sự, có lẽ đối phương sẽ chỉ ra cho bạn định hướng mới, phù hợp, chớ nên vì ngại ngần mà giấu những điều mình còn chưa rõ trong lòng, điều này sẽ tự đẩy bản thân bạn vào cảnh căng thẳng, dậm chân tại chỗ, khó có thể phát triển được. Về mặt tài vận, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, về phương diện tài lộc của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 đang có điểm báo không được may mắn cho lắm. Tháng này, túi tiền của người tuổi giáp thìn khó có thể được dùng rỉnh, khó đạt được như kỳ vọng, nhiều biến cố xảy đến, khiến bạn vẫn chưa thể bắt tay vào các kế hoạch của mình. Cục diện tự hình gây nhiều cản trở. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bản mệnh là chớ nên có những suy nghĩ cố chấp tự đẩy mình vào rắc rối. Một khi dự án không tiến triển thuận lợi được như dự kiến, bạn cần dừng lại để xem xét vấn đề, và tìm hướng khắc phục ngay, chớ nên làm cố, rồi cuối cùng kết quả không được như dự kiến. Ngoài ra, bạn cũng nên khuyến khích bản thân và mọi người xung quanh, nghĩ đến những phương hướng mới trong công việc, chớ nên đi theo những lối mòn đã cũ kỹ. Nếu cứ bước theo lối mòn cũ, bạn sẽ luôn chậm chân hơn người khác và chẳng thể kiếm được một khoản dư giả như dự kiến. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 cho thấy, người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nên xây dựng kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho công việc của mình, có như vậy thì mới mong làm việc đạt được kết quả như ý muốn đối với người làm công ăn lương công chức viên chức nhân viên hành chính công nhân cần cẩn thận để hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình chớ nên chủ quan để xảy ra sai sót rồi chính mình lại phải sửa sai thậm chí phải bỏ tiền túi của mình ra để bù lỗ khi được người có kinh nghiệm hướng dẫn bạn nên chú ý lắng nghe chứ không nên làm theo ý của mình ngoài ra thái tuế án ngữ là hung tinh sẽ gây nguy hại trong công việc và tổn thất cuối cùng là tiền bạc người tuổi giáp thìn cần phải nhắc nhở bản thân mình phải thật cẩn thận khi làm bất cứ việc gì Người làm kinh doanh, buôn bán, dù có khó khăn, vất vả hơn nhưng có có đồng vào đồng ra, bạn cũng nên biết tiết kiệm, khi nguồn thu chưa vững vàng để có một tháng trôi qua bình ổn. Tháng này, nếu bản mệnh tuổi giáp thìn có ý định xuất hành đi xa hay thực hiện công việc quan trọng thì lại càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu có thể để lui sang tháng khác sẽ tốt hơn. Vận khí trong tháng chưa tốt, nhiều mối hung họa ẩn tàng, bạn chớ nên cố chấp làm liều, nếu nóng vội, cố đấm ăn xôi, sẽ rất dễ xảy ra sai sót rồi lại phải lấy tiền túi ra để đền bù, giải quyết dù bạn có những lý tưởng hay kế hoạch tham vọng thế nào đi nữa cũng cần cân nhắc đến hoàn cảnh thực tế trước khi thực hiện nếu không dễ rơi vào cảnh sôi hỏng bỏng không bản thân nhận lấy thất bại là điều khó tránh khỏi tuy trong tháng vận khí chưa tốt như không có nghĩa là bạn không làm gì hay là thiếu đi niềm tin trong công việc bạn vẫn có thể xoay chuyển để vận trình tài lộc của mình được tốt hơn bằng cách luôn thu nạp những năng lượng tích cực luôn tìm cách và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra thì bạn vẫn gặt hái được kết quả như ý muốn Chúc bạn may mắn, chiến thắng trở ngại và gặt hái được nhiều tài lộc trong tháng. Về mặt tình cảm, vận trình tình cảm của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 này cũng có điểm báo khó nhận được tin vui. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình, nếu bạn cứ giữ những suy nghĩ bảo thủ, kiêu ngạo, tự cho mình là nhất thì hạnh phúc sẽ chẳng thể mỉm cười với bạn được người độc thân cục diện tự hình khiến cho bạn trở nên nóng nảy hay cáu kỉnh không muốn người khác can thiệp vào chuyện của mình chính vì vậy mà dù được giới thiệu cho đối tượng mới bạn cũng thường tỏ ra nóng nảy bất cần thay bằng việc hành xử nóng nảy gây tổn thương cho những người có thiện ý bạn nên bày tỏ cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng và khéo léo hơn đừng để người khác có ấn tượng xấu về mình khiến việc tìm kiếm nửa kia trở nên khó khăn trong tương lai với người đã lập gia đình có lẽ vì đã quá mệt mỏi với các công việc ngoài xã hội nên bản mệnh chẳng còn thời gian quan tâm đến người ấy chính vì vậy mối quan hệ của hai bạn đang ngày càng lạnh nhạt hơn ai lo việc của người ấy nhiều khi chính bạn cũng cảm thấy bất an vì tình trạng này của hai người và nếu như bạn cứ tiếp tục cố tình ngó lơ mọi chuyện thì sẽ chẳng có cơ hội cho bạn hàn gắn lại tình cảm như xưa khi dạn nứt đứng trên bờ vực tan vỡ bạn tuổi giáp thì nên là người chủ động tìm cách hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng, hãy cố gắng sắp xếp thời gian nói chuyện với người ấy một cách chân thành và thẳng thắn, đồng thời không quên bày tỏ sự quan tâm và tình cảm của mình với đối phương nhé. Về mặt sức khỏe Tháng 3 âm lịch này, với những rắc rối xuất hiện trên mọi phương diện của cuộc sống, khiến cho người tuổi giáp thìn, sinh năm 1964, không khỏi mệt mỏi nguyệt lệnh lâm suy xuất hiện cho thấy sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu sa sút trên cả hai phương diện là thể chất và tinh thần bạn không nên để tình trạng này kéo dài lâu tốt nhất hãy tìm cách tâm sự với người đáng tin cậy và có cái nhìn thoáng hơn về mọi việc không nên quá cố chấp với mọi vấn đề nếu phải đi công tác xa nhà hoặc lao động chân tay trong thời điểm này bản mệnh cần hết sức cẩn thận tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc đặc biệt khi đã mệt mỏi thì không nên điều khiển phương tiện giao thông hay vận hành máy móc nguy hiểm rất dễ xảy ra sự cố đáng tiếc Người tuổi giáp Thìn hãy để cho bản thân được nghỉ ngơi thư giãn, nếu mắc bệnh bản mệnh nên nhanh chóng chạy chữa, chớ vì công việc bận rộn mà tìm cách kéo dài thời gian, khiến bệnh tình ngày càng trở nặng mà đe dọa tới sự an toàn của bản thân. Sự thay đổi thất thường của thời tiết trong tháng 3 âm lịch này cũng làm cho con người ta rất dễ mắc các chứng bệnh cảm cúm, hay ốm vặt, người tuổi giáp Thìn nên biết giữ mình, bảo vệ bản thân, có như vậy sức khỏe của bạn mới được đảm bảo, có sức khỏe thì mọi công việc mới được vận hành một cách trơn tru được phong thủy phòng ngủ, giường ngủ cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Theo quan niệm của người phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chung, và người tuổi Thìn nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, luôn là một điều vô cùng quan trọng. Con người luôn dành một phần ba cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ, giường ngủ chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt các hướng sinh khí thiên y diên niên phục vị tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để chấn được cái xấu là các góc ngũ quỷ hỏa hại lục sát tuyệt mệnh phong thủy bát trạch căn cứ vào năm sinh của gia chủ phân chia cung mệnh theo tám cung của bát quái đó là càn đoài ly trấn tốn khảm cấn khôn trong cung mệnh lại chia ra thành hai nhóm tây tứ mệnh và đông tứ mệnh tây tứ mệnh là càn đoài khôn cấn Đông tứ mệnh là khảm, ly, tốn, chấn. Hướng giường là đầu giường hay đuôi giường, tính đầu hay chân. Giường ngủ trong phong thủy được coi là một tiểu thái cực, một vật thể hay một dạng loan đầu nhỏ. Giường ngủ được xác định là sơn, chứ không phải là thủy. Ở đây, chúng ta cần hình dung giường ngủ giống như là một ngôi mộ, tọa là nơi đầu giường, phía đầu của người ngủ, còn hướng chính là chân giường, phía chân của người ngủ. Khi ngủ dậy, đa phần mọi người thường ngồi dậy và nhìn xuống phía chân giường đồng thời lúc nằm ngủ cơ thể cũng dùng mũi để hấp thu thực khí từ chân giường đưa tới. Do đó, ta có thể coi hướng giường chính là hướng phía chân của người ngủ, không phải là hướng đầu giường như mọi người vẫn nghĩ. Giống như khi ta đứng, phía trước ta sẽ là hướng và phía sau sẽ là tọa vậy. Còn để bố trí giường ngủ hợp phong thủy thì ta phải phối cung mệnh của gia chủ với hướng của đầu giường thì mới đúng. Hướng giường ngủ hợp tuổi giáp thìn, sinh năm 1964, theo phong thủy, Phòng ngủ cho gia chủ tuổi Giáp Thìn nên cố gắng chọn hướng tốt và màu sắc phù, vật dụng phù hợp với mệnh để mang lại nhiều điều tốt đẹp cho gia đình. Người tuổi Giáp Thìn thuộc Đông Tứ Mệnh và mệnh Hỏa theo ngũ hành. Do đó, có thể chọn được hướng và màu sắc phòng ngủ phù hợp như sau. Hướng phòng cửa phòng ngủ và giường ngủ. Hướng tốt là những hướng Sinh khí, Diên niên, Thiên y và Phục vị bao gồm Đông, Bắc, Đông Nam, Nam. Hướng xấu là những hướng Họa hại, tiệt mệnh, Lục sát và Ngũ quỷ bao gồm các hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây màu sắc phòng ngủ cho người tuổi giáp thìn. Chủ phòng tuổi giáp thìn mệnh hỏa sẽ có tương sinh là mộc sinh hỏa và tương khắc là thủy khắc hỏa. Vì vậy, chọn màu của gia chủ hoặc màu tương sinh tốt nhất và tránh màu sắc thuộc mệnh thủy để không gặp phải những điều không may. Màu hợp nên chọn gồm, xanh lá, xanh nhạt, đỏ, tím, hồng. Màu sung nên tránh gồm, đen, xanh đen, xanh nước biển. Phong thủy phòng ngủ cho nam tuổi giáp thìn. Cung, ly, thuộc đông tứ mệnh hướng sinh khí đông hướng tốt nhất chỉ về tài vận cực tốt khỏe mạnh rất vượng về người hướng thiên y đông nam hướng tốt thứ ba bệnh tật thuyên giảm tài vận cũng tốt khỏe mạnh sống lâu hướng phúc đức bắc hướng tốt nhì tài vận rất tốt sống thọ khỏe mạnh vợ chồng hòa khí hướng phục vị nam hướng tốt thứ tư tài vận tốt thường khí vận trung bình sức khỏe và gia vận trung bình phong thủy phòng ngủ cho nữ tuổi giáp thìn cung càn thuộc tây tứ mệnh hướng sinh khí tây hướng tốt nhất chỉ về tài vận cực tốt khỏe mạnh rất vượng về người hướng thiên y đông bắc hướng tốt thứ ba bệnh tật thuyên giảm tài vận cũng tốt khỏe mạnh sống lâu hướng phúc đức tây nam hướng tốt nhì tài vận rất tốt sống thọ khỏe mạnh vợ chồng hòa khí hướng phục vị tây bắc hướng tốt thứ tư tài vận tốt thường khí vận trung bình sức khỏe và gia vận trung bình những lý giải trên phương diện khoa học và tâm linh cho thấy các thực hành y học phương Đông tin rằng điều quan trọng là phải duy trì một giấc ngủ lành mạnh cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo Ayurvedic truyền thống của Ấn Độ, vị trí ngủ xác định loại năng lượng bạn muốn dung nạp trong cuộc sống của chính bạn. Y học phương Đông tin rằng bạn sẽ nhận được lợi ích tối đa khi ngủ ở phía Đông và Nam. Hướng ngủ thậm chí còn được đề cập trong các văn bản tôn giáo Hindu rằng cơ thể sẽ bị đau ốm nếu nằm ngủ ở một số hướng nhất định. Hệ thống phong thủy của Trung Quốc cũng giải thích tầm quan trọng của việc tìm ra phương hướng tốt nhất để ngủ theo phong thủy của trung quốc cần phải chú ý đến hướng nội thất phòng ngủ cũng như vị trí của phòng ngủ trong nhà tạo thuận lợi cho dòng chảy năng lượng thiên nhiên tự do tràn vào nhà điều này cũng giúp bạn ngủ ngon phong thủy của trung quốc cũng chỉ ra cách thay đổi hướng giường để cải thiện sự thịnh vượng sức khỏe hoặc các mối quan hệ xung quanh bạn đã có giải thích về phương diện khoa học lý do tại sao nên chọn hướng ngủ tốt cho sức khỏe trái đất có một cực từ trường kéo dài từ bắc đến nam cực âm là ở phía nam trong khi cực dương ở phía bắc các nhà khoa học tin rằng con người có từ trường như nam châm từ lúc bẩm sinh với cực âm ở chân và cực dương ở đầu điều này có nghĩa là nếu bạn đặt đầu của bạn khi nằm ngủ ở phía bắc làm cho hai cực dương sẽ nằm cùng một chỗ và tất nhiên chúng sẽ đẩy nhau và kết quả của tình trạng này sẽ khiến bạn rối loạn giấc ngủ hoặc mất ngủ các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu bạn ngủ ở vị trí đông tây bạn sẽ có một chu kỳ giấc ngủ rem rapid eye movement ngắn hơn so với những người ngủ ở vị trí phía bắc nam những thay đổi cần thiết về hướng ngủ của bạn để giúp cải thiện giấc ngủ REM sẽ có tác động trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Vậy hướng nào tốt nhất để ngủ cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964? Hướng Bắc tránh tình trạng mất ngủ. Tư thế nằm đầu quay về hướng Bắc, chân về hướng Nam sẽ giúp bạn tránh được tình trạng mất ngủ và khó ngủ, trằn trọc. Đây là hướng nằm lý tưởng cho những ai thính ngủ vì nó khá yên tĩnh và thoải mái về cả phong thủy lẫn khoa học. Bởi nằm ngủ như vậy, từ trường sẽ đi qua cơ thể một cách ổn định, giảm tối đa sự can thiệp của từ trường trái đất. Ngược lại, nếu nằm ngủ hướng đầu theo phương đông bắc bạn sẽ khó ngủ và thường xuyên mơ thấy ác mộng. Tốt nhất bạn nên tránh nằm quay đầu về hướng này để có được giấc ngủ ngon lành, tốt cho sức khỏe. Hướng đông, sự nghiệp thăng tiến. Hướng đông được coi là hướng ngủ lý tưởng cho tuổi trẻ bởi nó tràn đầy sinh khí, giúp người ngủ tăng cường ý chí phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp, theo đó sự nghiệp sẽ thăng tiến không ngừng. Ngoài ra, bạn có thể nằm trách theo hướng đông nam nếu bạn đang cần sự sáng tạo trong công việc. Bởi đây là hướng thúc đẩy sức sáng tạo, đồng thời tăng cường các mối quan hệ xã giao, giúp bạn thuận lợi và thành công hơn trong sự nghiệp. Hướng Tây, giấc ngủ say nồng nhưng tạo sự lười biếng, ỉ lại. Ngủ quay đầu về hướng Tây sẽ giúp bạn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ cũng như có được giấc ngủ sâu, ngon và đầy thơ mộng. Tuy nhiên, hướng ngủ này không phù hợp với những ai chưa có sự nghiệp ổn định bởi nó khiến bạn trở nên lười biếng, chậm chạp và thường rơi vào thế thụ động nó sẽ là rào cản vô hình cản trở sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn. Hướng Nam, không tốt cho sức khỏe và tài vận. Theo ngũ hành, hướng Nam chứa hỏa khí cực mạnh, không tốt cho việc nằm ngủ. Năng lượng hỏa quá mạnh chứa đựng nhiều sự bất hòa mặc dù hướng này giúp khơi gợi niềm đam mê và hứng thú với công việc, cuộc sống. Một số kiên kỵ và biện pháp hóa giải nên biết khi bố trí giường ngủ cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 nếu giường kê trong phòng ngay dưới dầm ngang thì sẽ cho bạn cảm giác luôn bị đè nén trong phong thủy gọi là hung hình dầm ngang nắm bất kỳ vị trí nào bên trên giường của bạn đều sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn nếu dầm ngang vắt ngang qua đầu giường sẽ làm bạn luôn cảm thấy nhức đầu lộng óc bất an đồng thời tính tình cũng trở nên khô khan biện pháp khắc phục là bạn cần chuyển giường tới vị trí khác không có dầm chạy qua nếu nhà bạn hẹp không đủ khoảng cách thì có thể hạn chế bằng cách làm trần giả che lớp dầm ngang hoặc lắp giường hai tầng bên trên để chăn, đệm, để làm giảm áp lực của dầm ngang. Nếu phòng ngủ đặt ở vị trí cạnh bếp lò thì đầu giường không nên kê sát vào tường bếp lò, bởi bếp lò thuộc hành hỏa, dễ sinh bệnh tật nhất là các bệnh về gan, tim, đồng thời cũng làm tính tình bạn trở nên hay cáu gắt, bức xúc trước mọi việc. Nếu cửa toilet hướng thẳng vào đầu giường, theo phong thủy thì bạn đã phạm phải, hung vi do toilet luôn tỏa ra mùi xú ế và tiếng nước dội rửa làm bạn khó ngủ và làm thần kinh bạn luôn căng thẳng nên chuyển vị trí đầu giường ngược lại đồng thời luôn chú ý đóng kín cửa toilet và thông gió để giảm mùi hôi thối nếu bất kỳ phía nào của giường đối diện với gương lớn đều không có lợi ngoài ảnh hưởng sức khỏe và tình cảm vợ chồng còn ảnh hưởng tới cả tài vận và đường con cái điều này càng có ảnh hưởng lớn khi đặt gương dưới chân giường sẽ hình thành thế hung cảnh chiếc giường này giống như gương chiếu quỷ dễ làm bạn sinh hoang tưởng và ảo giác vì vậy không nên đặt gương đối diện giường ngủ hoặc lắp rèm che gương nếu đầu giường hướng thẳng ra cửa phòng đầu giường và cửa phòng thành một đường thẳng theo phong thủy gọi là hung khí sung dễ làm bạn mất ngủ tinh thần hay hoảng hốt đồng thời trí nhớ giảm sút dễ phạm sai lầm không phân biệt rõ đúng sai chuyển đầu giường ra chỗ khác tốt nhất đầu giường kê lệch một góc với cửa phòng tránh đối diện nếu giường nhà bạn không thể xoay lại được thì quay đầu lại để ngủ hoặc là lắp chuông gió dạng pha lê ngăn giữa hướng đầu giường và cửa cũng là một biện pháp để hóa giải nếu đầu giường đặt sát cửa sổ hoặc ánh nắng chiếu vào đầu giường thì phong thủy gọi là hung quang đầu giường bị nắng chiếu vào thường gây cho bạn hay cáu kỉnh nóng này các nguồn sáng mạnh khác chiếu vào đầu giường sẽ ảnh hưởng không tốt tới số đào hoa của bạn tốt nhất nên thay đổi vị trí đầu giường nếu không được có thể đan giấy kính lọc phản quang sau đó mắc rèm che nắng cho đầu giường của bạn cũng là một biện pháp để hóa giải hy vọng với những chia sẻ trên các bạn tuổi giáp thìn có thể lựa chọn cho mình một hướng tốt để đặt giường ngủ Chúc các bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều may lành tốt đẹp. Vâng, quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, trên đây là tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Hy vọng quý cô bác sẽ rút ra cho mình được những thông tin hữu ích từ tử vi tháng 3 âm lịch của mình. Quý cô bác đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã theo dõi hết video. Chúc quý cô bác tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.